Châu Tinh Trì hẹn hò Trương Hiểu Kỳ mới 17 tuổi. Mới đây, Soho đăng tải hình ảnh Châu Tinh Trì đi chơi biển cùng Trương Hiểu Kỳ, thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021. Đáng chú ý, Trương Hiểu Kỳ mới 17 tuổi, là người đẹp nhỏ tuổi nhất ở đấu trường nhan sắc hàng đầu xứ Hương Cảng. Được biết, Trương Hiểu Kỳ sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương và ngọt ngào. Một số người nhận xét Trương Hiểu Kỳ có vẻ ngoài khá giống Lâm Duẩn, ngôi sao của Châu Tinh Trì. Không chỉ có gương mặt xinh xắn, đáng yêu, Trương Hiểu Kỳ còn sở hữu cho mình một body cực kỳ nóng bỏng, vòng nào ra vòng đó. Cánh săn ảnh cho biết Tinh Gia rất thận trọng khi xuất hiện bên Trương Hiểu Kỳ. Ông cho trợ lý dò xét xung quanh bãi biển nhiều vòng mới lộ diện cùng người đẹp trẻ tuổi. Châu Tinh Trì mặc áo khoác và đội mũ che kín mặt. Cả hai sau đó lên du thuyền trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đi ngắm biển và lướt sóng. Nam đạo diễn vua hài kịch có nhiều cử chỉ thân mật trêu đùa Trương Hiểu Kỳ. Nguồn tin chia sẻ với trang On, Châu Tinh Trì đang tìm hiểu người đẹp họ Trương. Sao gạo cội chủ động xin số liên lạc của Hiểu Kỳ khi gặp gỡ nhau tại một bữa tiệc. Tinh Gia đặc biệt kín tiếng với quan hệ này. Địa điểm họ gặp gỡ là du thuyền trên biển. Đạo diễn Mỹ Nhân Ngư bố trí xe riêng đưa đón Trương Hiểu Kỳ khi hẹn hò. Cô không được chụp ảnh cũng như ghi âm giọng nói của ông và phải xóa hết lịch sử tin nhắn qua lại. Trước đó không lâu, truyền thông cũng chụp được khoảnh khắc Châu Tinh Trì và Trương Hiểu Kỳ xuất hiện ở bến tàu vào lúc tối muộn. Trợ lý của ông đưa người đẹp về nhà. Tuy nhiên trả lời trên Sina, Trần Trấn Vũ, trợ lý của Châu Tinh Trì, nói phía Trương Hiểu Kỳ cố tình gây sự chú ý để nổi tiếng. Mấy hôm trước cô ấy chủ động tìm Châu Tinh Trì đi lướt sóng nhưng ông ấy không để tâm, không trả lời cô ấy, trợ lý nói. Tài tử 59 tuổi chưa phản hồi mối quan hệ với Trương Hiểu Kỳ. Theo HK01, gia đình Trương Hiểu Kỳ khá giàu có. Hiện thông tin Tinh Gia có quan hệ tình cảm với người đẹp 17 tuổi gây xôn xao dư luận. Châu Tinh Trì trải qua mối tình với các diễn viên Chu Nhân, Mạc Văn Úy. Năm 1998, ông yêu người làm ngoài ngành giải trí Vu Văn Phượng. Mối tình tan vỡ năm 2010. Văn Phượng kiện Châu Tinh Trì quyệt tiền của cô. Hơn 10 năm qua, Châu Tinh Trì không công khai bạn gái, cũng hiếm khi được trông thấy xuất hiện cùng bạn khác giới. Châu Tinh Trì xuất thân nghèo khó, gia nhập làng giải trí đầu thập niên 1980. Trên Sina, ông từng tự nhận không đẹp trai, chiều cao không nổi bật, vì thế trải qua gần 8 năm chuyên đóng vai phụ, vai nhỏ trong các phim truyền hình của TVB. Năm 1988, ông đóng phim điện ảnh đầu tiên, Phán Xét Cuối Cùng, đoạt danh hiệu nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Mã. Từ đó, các nhà làm phim bắt đầu nhìn nhận là diễn viên, cho ông cơ hội đóng vai quan trọng. Từ thập niên 1990, ông nổi tiếng với nhiều phim hài như Thánh Bài, Thánh Hiệp, Hỷ Kịch Chi Vương, Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Cung Phu. Sau Siêu Khuyển Thần Thông năm 2008, Châu Tinh Trì ngừng diễn xuất, chuyên tâm làm đạo diễn. Ở ngưỡng tuổi 60, trong khi những đồng nghiệp cùng thời như Lương Trừ Vĩ, Lưu Đức Hoa đều đã yên bề gia thất, thì Châu Tinh Trì lại sống cô đơn một mình bên khối tài sản khổng lồ cùng đế chế phim ảnh lạnh lẽo. Theo như trang Sohu tiết lộ thì nguyên nhân khiến Châu Tinh Trì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa kết hôn là vì anh vẫn còn nhớ đến mối tình đầu La Huệ Quyên. Năm 1989, khi Châu Tinh Trì chỉ là một diễn viên mới nổi, anh đã hợp tác với La Huệ Quyên trong bộ phim Cái Thế Hào Hiệp và họ đã nhanh chóng phim giả tình thật. Mối tình ấy ngọt ngào vô cùng, La Huệ Quyên mỗi khi rảnh đều đến trường quay thăm Châu Tinh Trì, còn Phu Hài luôn cố gắng lái xe đưa bạn gái đi quay phim. Không chỉ vậy, tài tử quá cố Trương Quốc Vinh còn từng nói rằng Châu Tinh Trì đối với La Huệ Quyên rất tốt, tình cảm giữa họ cũng rất bền chặt. Chỉ có điều bên nhau 4 năm thì cặp sau này chia tay, nguyên nhân không được tiết lộ, nhưng hai bên cho biết họ vẫn là những người bạn thân. Sau khi chia tay Châu Tinh Trì, cuộc sống của La Huệ Quyên không được như ý, cô liên tiếp thất bại trong việc đầu tư và còn bị trầm cảm. Những chuỗi ngày sau đó của cô chính là loạt bất hạnh đan xen, bị điếc hai tai rồi mắc căn bệnh ung thư quái ác. Năm 2012, La Huệ Quyên qua đời ở tuổi 45 và Châu Tinh Trì chỉ gửi lẵng hoa viếng mà không xuất hiện tại tang lễ của tình cũ. Dù không có động thái gì cả, nhưng những người đã xem qua phim của Châu Tinh Trì đều thấy hình bóng La Huệ Quyên ẩn hiện trong đó, có thể thấy tình yêu mà anh dành cho tình cũ sâu đậm như thế nào. Cựu diễn viên Ngô Mạnh Đạt, bạn diễn ăn ý một thời của Châu Tinh Trì cũng từng lên tiếng, lý do mà Châu Tinh Trì không kết hôn là vì La Huệ Quyên qua đời, cô ấy là mối tình đầu của Châu Tinh Trì, kể từ sau khi cô ấy qua đời thì tóc của Châu Tinh Trì cũng bắt đầu bạc trắng.